Xin chào cả nhà, lại là Miss Solen đây. Hôm nay ở video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn hoàn thiện chiếc đầu rồng ngộ nghĩnh này nha. Mình sẽ đi thực hiện những phần còn lại của chiếc đầu rồng này. Các bạn nhìn thành phẩm có thấy những gì mình bỏ ra thật xứng đáng không? Và bây giờ mình sẽ đi thực hiện phần mắt nha. Ở phần mắt các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật và thực hiện vào đây 6 mũi móc đơn. Rồi sau khi được 6 mũi móc đơn, mình xin gút chặt vòng tròn lại. Đưa kim vào trong chân mũi đầu tiên, thực hiện một mũi trượt để kết dòng, đem một bính. Mình đến với dòng thứ hai ha. Ở dòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình các mũi móc tăng nha, tức là 2 mũi móc đơn chung một chân. Ở mỗi chân mũi mình đều thực hiện 2 mũi móc đơn chung một chân. Chúng ta thực hiện tuần tự như vậy cho đến hết dòng nha, cứ một mũi tăng vào luôn mỗi chân mũi. Đến cuối dòng thứ hai, mình sẽ làm một mũi trượt để kết dòng. Lên một bính mình đến với dòng thứ ba. Ở dòng thứ ba các bạn móc theo công thức là một mũi móc đơn đến một mũi móc tăng. Mũi móc tăng ở đây sẽ là 2 mũi móc đơn chung một chân. Tiếp tục là đến một mũi móc đơn, rồi đến một mũi móc tăng. Đơn tăng, chúng ta thực hiện lại cái cụm đơn tăng này 6 lần nha. Đến cuối dòng thứ ba này mình sẽ được 18 mũi ha. Các bạn thực hiện một mũi trượt để kết dòng và lên một bính mình đến với dòng thứ tư. Ở dòng thứ tư này mình sẽ móc toàn bộ là mũi móc đơn nha. Là tổng cộng ở dòng này sẽ có 18 mũi móc đơn. Các bạn móc đến cuối dòng và móc thêm cho mình một dòng nữa nha, là dòng thứ 4, thứ 5 luôn. Rồi, sau khi mình móc do xong dòng thứ 5 này, các bạn nhớ lộn mặt phải ra 1, 2, 3, 4, 5. Kết dòng thứ 5 này bằng một mũi trượt. Lên một bính. Rồi, đến với dòng thứ 6, chúng ta sẽ thực hiện công thức là một mũi đơn đến một mũi giảm. Mũi giảm tức là mình lại đưa kim qua cạnh ngoài của mũi này và mũi kế tiếp. Sau đó kéo qua. Rồi lại đến cụm thứ hai, một mũi móc đơn và một mũi móc giảm. Cứ một đơn một giảm chúng ta lặp lại 6 lần như vậy cho đến hết dòng nha. Rồi, đến cuối dòng rồi, mình cũng thực hiện một mũi trượt để kết dòng. Và ở đây thì mình sẽ nhồi bông gòn vào nha. Mình không cần nhồi quá nhiều, nhưng mà để tạo độ phồng cho mắt thì mình nhồi một ít ha. Rồi, các bạn nhồi vào đây. Mình thấy nó tròn ủm lên một xíu ha. Tiếp tục, đến dòng thứ 7, dòng cuối cùng, các bạn cũng lên một bính và thực hiện vào đây cho mình 6 mũi giảm nữa nha. Đừng bỏ qua mũi đầu tiên nha các bạn. Nào, chúng ta cứ tuần tự như vậy ha. 6 mũi móc giảm. Đến cuối dòng, mình sẽ làm một mũi trượt để kết dòng. Và chúng ta chừa ra một đoạn len khá dài để tí hồi mình khâu vào trong phần đầu ha. Chúng ta thực hiện hai phần mắt như thế này luôn nha. Rồi, bây giờ đến với cái phần lông mày, lông mi ở phía trên ha. Các bạn sẽ lên cho mình 12 mũi bính nha. Khởi tạo cho mình 12 mũi bính. Sau khi được 12 mũi bính rồi á, thì mình sẽ đến mũi thứ nhất, mũi thứ hai,
lật ra phía sau, ngay mũi cái g ở phía sau mũi thứ hai ha. Đưa kim vào thực hiện cho mình một cụm gồm một mũi nửa kép, một mũi kép đơn, tiếp tục một mũi kép đơn, và cuối cùng là một mũi nửa kép. Rồi, được kim vào cho mũi kế tiếp, thực hiện một mũi trượt. Mình thực hiện lặp lại 5 lần nha. Thế là ở trong cái mũi kế tiếp này, mình thực hiện một cụm gồm một mũi nửa kép, hai mũi kép đơn và một mũi nửa kép nữa. Rồi sau đó đến một mũi trượt ở cho mũi kế tiếp. Tiếp tục lặp lại một lần nữa nha. Một cụm gồm một mũi nửa kép nè. Tiếp tục đến một mũi móc kép đơn. Rồi lại đến một mũi móc kép đơn nữa. Và cuối cùng là một mũi nửa kép. Rồi mình trượt qua đây. Các bạn thực hiện tương tự như vậy thêm hai cụm mũi như vậy nữa nha. Sau khi thực hiện xong đến mũi cuối cùng rồi, mình cũng sẽ chừa ra một đoạn len dài để mình khâu vào phần mắt ha. Và các bạn sẽ làm cho mình hai phần lông mi như thế này luôn nha. Hai phần như thế này. Bây giờ mình sẽ đi khâu vào phần mắt. Các bạn khâu phần một mũi vào phần mắt, một mũi vào phần lông mi để nối vào nhau ha. Đây, mình sẽ tạo một gút thắt. Và mình cắt cái phần lên thừa này đi ha. Tương tự ở mắt còn lại mình cũng thực hiện như vậy luôn nha các bạn. Rồi mình khâu phần lông mi vào mắt ha. Rồi, bây giờ đến cái phần cái gai nhọn ở phía sau lưng và hai bên má. Mình làm phần sau lưng trước ha. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật và sau đó thực hiện vào đó 5 mũi móc đơn nha. 5. Sau được 5 mũi thì mình gút vòng tròn lại. Đưa kim qua chân mũi đầu tiên. Đồng thời kéo sợi ren thừa qua luôn. Kéo qua một mũi trượt lên một đính. Mình đến với dòng thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện 5 mũi tăng ha, tức là ở mỗi chân mũi mình sẽ thực hiện 2 mũi móc đơn chung một chân. Chúng ta làm tuần tự ha, cho đến hết dòng nha. Rồi sau đó kết dòng bằng một mũi trượt. Mình nhớ lộn mặt phải ra nha các bạn. Lộn cái mặt phải này ra. Lên một bính, mình đến với dòng thứ ba. Ở dòng thứ ba này thì các bạn sẽ móc cho mình toàn bộ là 10 mũi móc đơn. Chúng ta cứ móc như vậy cho đến hết. Và các bạn móc lên cho mình đến dòng thứ 5 luôn nha. Từ thứ 3 đến dòng thứ 5. Đây, sau khi mình móc đến dòng thứ 5 rồi, toàn bộ là mỗi dòng sẽ là 10 mũi móc đơn. Mình kết dòng thứ 5 bằng một mũi trượt. Và mình cắt len ở đây. Mình sẽ giấu cái sợi len vào phía trong này luôn.
các bạn làm cho mình 3 phần như vậy nha. 3 phần nha. Đây, sau khi được 3 phần rồi nè, đến cái phần thứ 3 thì mình không cắt lên mà mình giữ trên lên để mình nối hai phần kia lại với nhau ha. Mình đưa kim qua mũi đầu tiên của bên cái phần thứ 2 á, kéo qua một mũi trượt lên một bính. Sau đó đưa kim ngay chân mũi vừa lên một bính, thực hiện một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc vào cái phần thứ 2 này 5 mũi móc đơn nha. 2 3 4 3 5. Sở dĩ 5 là vì các bạn thấy ở đây một phần của nó, một phần gai như thế này sẽ là 10 mũi, thì mình chia đôi ra, mình làm 5 mũi trước ha. Rồi mình sẽ nối cái phần thứ 3 vào. Cũng đưa kim qua mũi đầu tiên nè, kéo qua một mũi trượt lên một bính, đưa kim vào ngay chân mũi lên một bính này, thực hiện 10 mũi, một mũi móc đơn. Và kế tiếp cũng là những mũi móc đơn ha. Mình sẽ móc cho đủ 10 mũi móc đơn ở cái phần thứ 3 này. Và 10. Rồi sau khi 10 mũi ở phần thứ 3 đã hoàn thành ha, thì bây giờ mình sẽ lại tiếp tục nối vào trong cái phần thứ 2 á. Và để nối cho nó đừng có hở thì các bạn sẽ đưa kim vào trong cái mũi cuối cùng này nè. Mũi cuối cùng hay cũng gọi là mũi đầu tiên á. Hồi nãy chúng ta vừa làm mũi trượt á. Đó, mình đưa kim qua đấy rồi mới đưa kim qua trong cái phần thứ 2 này. Hồi nãy mình móc 5 mũi rồi nè. Bây giờ mình móc tiếp 5 mũi nữa ha. Kéo len qua luôn. Rồi, thực hiện một mũi móc đơn. Đó. Là làm thêm 5 mũi nữa nha các bạn. 5 mũi móc đơn nữa để nối cái phần ở giữa này lại. Và đến cái nối với phần đầu tiên á, mình cũng luồn kim qua. Đây, luồn kim qua cái chỗ mà hồi nãy chúng ta làm mũi trượt á, để nối quay lại cái phần đầu tiên ha. Nối lại phần đầu tiên lên một bính. Ngay tại chỗ lên một bính á, mình làm một mũi móc đơn. Và thực hiện tương tự như vậy cho mình ở phần cuối này, cũng là 10 mũi móc đơn nha. Vậy là tổng cộng ở phần nối này thì mình đã có 30 mũi móc đơn. 10 mũi ở mỗi phần ha. Chúng ta sẽ đưa kim vào trong phần thứ hai này nè, để làm một mũi trượt kết dòng. Mình cũng chừa ra một đoạn len dài nha các bạn, để tí hồi mình khâu vào phần đầu ha. Rồi, mình cắt len đi. Và các bạn sẽ làm thêm cho mình một phần tương tự nha. Đây, cái này là phần ở phía sau lưng. Mình sẽ làm thêm hai phần, chứ hai phần tương tự để làm ở hai cái má các bạn. Thì chúng ta sẽ làm cái công thức nó nhỏ hơn một xíu. Mình có để công thức ở phía trên đây, và nối lại thì cũng sẽ nối tương tự như cách nãy giờ chúng ta nối vậy đó. Chúng ta sẽ làm hai cái phần bên má nó nhỏ hơn phần sau lưng một xíu ha. Các bạn làm theo công thức mình để ở trên nha. Rồi, bây giờ đến cái phần làm cái râu ở phía trước của chú rồng ha. Thì các bạn sẽ đổi qua kim 3mm và lên cho mình một đoạn 8 mũi móc 8 mũi bính. Rồi, sau khi được 8 mũi bính ha, mình sẽ bỏ mũi đầu tiên quay qua mũi thứ hai này, thực hiện cho mình một mũi móc đơn. Kế đến cũng là một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ thực hiện 6 mũi móc đơn nha. 3 4
ở mũi cuối cùng. Ở trong mũi cuối cùng này các bạn sẽ thực hiện cho mình vào đây 3 mũi móc đơn chung một chân nha. 1. Cái mũi cuối cùng này ha. 2. Mũi cuối cùng thực hiện. 3. 3 mũi móc đơn chung một chân. Sau đó mình sẽ đi móc cái phần đối diện. Đồng thời giấu cái sợi lên thừa này vào luôn. Đây các bạn đưa kim vào. Thực hiện một mũi móc đơn. Chúng ta thực hiện 5 mũi móc đơn liên tiếp nha. Ở đây mình dùng len lông xù của hiệu cô gái đỏ, cái tóc đỏ các bạn. Nếu như mình có một cái loại len lông xù khác thì cũng có thể thực hiện để cho phần rau nó tươi rưa ra cho nó đẹp. Rồi, sau khi được 5 mũi móc đơn thì ở đây mình sẽ thực hiện một mũi móc tăng ở cái mũi cuối cùng này. Rồi, mũi móc tăng ha. Sau đó đưa kim qua cho mũi đầu tiên thực hiện một mũi trượt kết dòng thứ nhất. Mình đến với dòng thứ hai. Đầu tiên sẽ là một mũi móc tăng. Và mình nghĩ rằng chúng ta nên ghim vị trí lại để khỏi nhầm. Tại vì cái len lông xù này thì nó hơi khó nhìn mũi á các bạn. Rồi, mũi móc tăng xong. Mũi móc tăng ngay tại chân mũi đầu tiên ha. Chúng ta sẽ thực hiện kế tiếp 5 mũi móc đơn. 1. Tiếp tục. 2. 3. 4 và 5. Sau đó mình sẽ thực hiện liên tiếp 3 mũi móc tăng nha. 3 mũi móc tăng tức là ở mỗi chân mũi mình thực hiện 2 mũi móc đơn chung chân. 1 2 xong một mũi móc tăng. Đến mũi thứ hai này. 1 2 xong mũi tăng thứ hai. Đến mũi tăng thứ ba. 1 2 Rồi, mũi tăng thứ ba. Sau 3 mũi tăng thì sẽ đến 5 mũi móc đơn. 1 2 3 4 và 5. Rồi, ở hai chân mũi cuối cùng này thì mình sẽ thực hiện 2 mũi móc tăng nha. 2 mũi móc tăng tức là 2 mũi móc đơn cho một chân này, xong một mũi tăng. Tiếp tục đến mũi kế tiếp. 1 2 2 mũi móc đơn chân một chân. Mình đưa kim qua trong chân mũi đầu tiên ha. Thực hiện cái mũi trượt. Chúng ta tháo kim ra. Mình đến với dòng thứ 3 ha. Các bạn cũng lên một bính và thực hiện vào đây cho mình 22 mũi móc đơn nha. Toàn bộ ở dòng thứ 3 này sẽ móc là mũi móc đơn. Nếu như ở đây các bạn có kim 3.5 hay là 4mm đều được nha các bạn. Sau khi móc đến cuối dòng rồi nè, mình sẽ tháo kim, thực hiện một mũi trượt để kết dòng thứ 3. Và các bạn cũng chừa cho mình một đoạn len dài nha, để mình khâu vào phần đầu. Rồi đến cái phần rau kẽm ở phía ngoài á, thì mình dùng một đoạn kẽm dài khoảng 20cm ha. Sau đó mình dùng dây kim tuyến để mình quấn xung quanh. Đầu này mình dùng ít keo ha, các bạn dùng keo nến cũng được. Rồi mình in cho nó hơi khô, nó dính một xíu nha. Mình không đợi mà mình quấn luôn rồi. Keo này thì dính cũng được á các bạn. Các bạn quấn để giấu cái sợi chỉ kim tuyến ở phía dưới. Khi mình đi mua thì cái sợi này người ta còn gọi là sợi tóc mây nữa các bạn. Sợi tóc mây vàng, sợi tóc mây bạc. Rồi, các bạn quấn cho đến gần đến cái đầu phía bên kia luôn nha. Cái phần kẽm lồi ra một xíu, tí hồi mình bấm đi không sao hết. Chúng ta cứ làm cho đến phần phía bên đây nha. Sau khi gần phía bên đây rồi mình lại bôi một ít keo vào. Rồi sau đó mình quấn tiếp đến hết nè.
Đến gần cuối á các bạn, mình quấn xong rồi. Các bạn có thể thêm một chút keo nữa nha, cũng được. Mình đợi một xíu rồi mình hẳn cắt lên đi, cho nó khô. Cũng nhanh nè. Đây đó, vậy là xong. Bây giờ mình sẽ đến cái phần khâu vào nha. Các bạn xem nè, ở này là ở mặt sau, cái chỗ mình kết hàng á, nhìn khá là đẹp ha, nhìn nó đều đặn. Ở đây các bạn đếm 1, 2. Ở dòng thứ 2 là mình sẽ bắt đầu khâu cái phần sừng vào. Các bạn canh hai bên giống thẳng kim như vậy để cho nó tạo thành một đường thẳng, để tới hồi mình may nó sẽ không có bị lệch á. Mình cho cái phần sừng nhỏ vào phía bên trong nha, phần sừng dài thì ở phía ngoài. Đó, ngay cái đường thẳng mình gắn hai cây kim là để có cái đường thẳng cố định sẵn á. Rồi sau đó chúng ta khâu vào. Một cái qua sừng, một cái qua đầu. Tiếp tục. Một cái qua sừng, một cái qua đầu. Phía sau này mình cũng may tương tự như vậy nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cúc thắt. Và chúng ta giấu cái phần len này vào luôn. Xong một bên sừng ha. Mình cắt cái phần len thừa này đi và khâu cái phần sừng còn lại tương tự như vậy vào đây nha. Sau khi xong phần sừng rồi, bây giờ đến phần mắt nè. Các bạn xem nè, mình sẽ canh ở phía giữa này nè. Từ cái vòng tròn trên đỉnh á, mình chia ra thành hai phần ha. Mỗi bên mắt một phần, cân cho nó cân chỉnh cho nó đều, hai mắt cách nhau khoảng 2 dòng là được. Mình để cái phần lông mi á, nó xéo xéo một chút, cái đường để ngang không, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ngay chỗ dòng thứ 6 á, nó sẽ chạm cái phần lông mi là vừa ha. Mình cũng khâu giống như phần sừng vậy đó, một mũi qua phần đầu và một mũi qua phần mắt, và mình khâu những cái mũi, những vị trí nó ở phía dưới con mắt nha, để cho nó đừng có bị lộ lên ra ngoài. Các bạn cứ khâu tuần tự đến cuối, mình cũng tạo một gốc thắt, sau đó lại giấu cái phần len thừa đi ha. Và đối với mắt tương tự còn lại cũng vậy, mình cắt ra hai hàng rưỡi, 3 hàng gì đấy. Đây, ở đây mình cắt 3 hàng luôn. Rồi đó, mình may cái phần sừng ở phía sau ha, cái phần vây nhọn ở phía sau á. Trước khi khâu á thì mình cũng sẽ nối hai phần này lại với nhau để cho nó dễ nha các bạn. Các bạn cứ khâu hai cái mũi cạnh trong lại với nhau như thế này nè. Mình dời cái vị trí này về đầu đã ha. Rồi sau đó mình sẽ khâu nè. Khâu hai cái mũi cạnh trong lại với nhau. Rồi các bạn khâu đến cùng. Sau đó các bạn thấy nó khít lại với nhau rồi nè. Thì mình sẽ khâu vào đây ha. Mình có thể nhồi thêm một ít bông gòn vào trong các phần này cho nó nhọn nhọn ra cũng được, cho nó căng căng ra cũng được. Nhưng mình thấy để như vậy nó cũng đã đẹp rồi.
mình cố định vào trong cái đường mà mình tạo mũi trượt á các bạn, cái dòng mà chúng ta kết dòng á, cái đường thẳng mà chúng ta kết dòng chứ. Rồi sau đó mình cũng sẽ khâu vào đây một mũi vào trong phần đầu và một mũi lên trên phần vai nhọn này. Cái vai của mình nó không có nhọn, nó tròn. Đó, chúng ta cứ tương tự như vậy ha, khâu hết phần bên đây rồi lại khâu qua phần bên kia. Mình khâu hết qua bên đây luôn nha, rồi cũng kết dòng bằng mũi trượt và dấu len. Đây, sau khi mình xong phần vai ở phía sau rồi, bây giờ đến phần hai cái má hai bên nè. Đó, mình in vào đây. Mình cũng khâu tương tự luôn. Và các bạn cắt khoảng cách cho mình là khoảng 7 dòng nha các bạn. Đó, khoảng 7 dòng và ở dưới cái phần sừng này nè. Mình canh nó ở dưới cái phần sừng này là được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nè, và mình ở dưới cái phần sừng này. Mình khâu qua hai bên nha. Sau đó mình khâu luôn cái phần miệng ở phía, cái phần mõm ở phía trước nữa. Và bây giờ mình sẽ cho cái sợi kẽm kim tuyến lên. Cái lỗ này hơi bé hả? Cho nó rộng thêm một xíu. Rồi, kéo cầm dây kẽm qua. Các bạn cũng may luôn cái phần râu trắng ở phía dưới nha các bạn. Lên xù thì rất là dễ khâu luôn. Các bạn khâu ở phía dưới này ha, sát cái vào cái lỗ mũi. Đó, mình đã khâu rồi thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái phần râu. Các bạn canh hai bên cho nó đều nhau nha. Như thế này. Sau đó mình sẽ tạo hình cái râu ha. Mình quấn ở phía phần đầu trước cho nó vào nhỏ nhỏ như thế này, uốn cong. Sau đó mình sẽ bẻ dựng sóng ha. Dựng hai cái sóng luôn. Cưng quá à. Tiếp tục ha. Bẻ cong và bẻ cân đối với phần bên kia. Cũng lên hai dựng sóng. Rồi sau đó mình thấy nó còn nhúc nhích như vậy nè. Mình sẽ cho một ít keo vào ha. Keo để cố định lại. Rồi mình kéo qua. Rồi kéo cả hai cọng về phía trước một xíu cho cái phần râu nó dính vào trong cái phần mũi. Sau đó đến dán luôn phần mắt ha. Mình dùng keo nến cũng được để dán phần mắt vào. Rồi, vậy là xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn móc khóa vào ha. Và cho nó thêm phần sinh động thì ở phía dưới của đầu rồng á, mình có gắn thêm một cái dây tua rua nữa các bạn. Đây, một cái dây tua rua như thế này. Còn nãy còn dư một ít len kim tuyến á, mình gắn chung với cái tua rua và thêm một cái hạt châu vào để gắn phía dưới cho nó thêm phần sinh động ha. Tiếng tiên, kéo qua nữa. Trời, vậy là xong rồi nè các bạn. Dễ thương quá đi thôi. Ở đây mình có làm thêm một cái phần đầu màu xanh mũi đỏ nữa nè. Các bạn thích cái phần đầu nào hơn? Nhìn thành phẩm thật là đáng yêu. Mình chúc các bạn sẽ thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Nếu như thấy video bổ ích thì có thể đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực làm thêm những video mới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.